Mời quý thính giả nghe 25 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo và hát văn. Thưa quý vị và các bạn, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã đi qua hai cuộc chiến tranh đau thương mà oai hùng. Mỗi tấc đất, cành cây, ngọn cỏ đều thấm máu cha anh. Chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương của nó vẫn còn đó trong cơ thể các chị, các anh thương bệnh binh, trong những gia đình có người thân bị nhiễm chất độc dioxin và đặc biệt là những gia đình có người thân ra đi mãi mãi không về. Dẫu biết rằng viết về đề tài thương bệnh binh, viết bao nhiêu cũng chưa đủ. Viết về những người nằm xuống, viết mấy cho vừa. Nhưng những người cầm bút, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các nhạc sĩ, không mấy người không dành một góc của tâm hồn để viết về đề tài này. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tình cảm của các soạn giả Xuân Tuấn, Đình Trình, Quốc Anh, Nguyễn Hữu Triệu và Nguyễn Cao Lợi. Đây là những tiết mục được bình chọn từ 15 tiết mục mới thu thanh nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Nhớ anh ra diết, xin viết đôi lời với người chiến sĩ tình nghĩa khôn vơi. Anh nằm nơi chiến trường xa vắng, quyết giữ đất trời cho tổ quốc xanh tươi. Bao năm xa rồi nhớ lại anh, người chiến sĩ đánh tan giặc thù, cho dù phải sinh dưới lá cờ quang vinh, quyết giữ vững hòa bình bao tâm lòng, kiên trinh cho non sông tươi đẹp thanh bình. Bài ca hát tặng ngân nga trong nắng mới, gửi tới anh yêu thương nằm lại nơi chiến trường, tâm hồn bao vấn vương ngày nắng đêm mi sương. Anh vẫn kiên cường, anh giữ gìn quê hương cho em thơ vùi cắp sách đến trường. Vừa rồi là bài Nhớ Ngày Thương binh Liệt sĩ do Xuân Tuấn viết lời theo điệu Trình Phụ, nghệ sĩ Tuấn Cường trình bày. Tiếp nối chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thúy Mùi thể hiện bài Tượng đài Hùng Dũng Kiên Trung do Đình Trình soạn lời theo điệu Tò Vò. Mẹ
xa. Trình bày tiếp bài Dỗ Đồng Đội do Quốc Anh soạn lời theo điệu Du Xuân.
xót ý thương tiểu đội. Ôi ôi à, để rồi chung một ý ngày người Hà Nam, thời người thanh y hoa nghĩ chưa đầy. Sau đây là bài hát văn Thăm Nghĩa Trang Liệt Sĩ do Nguyễn Hữu Triệu soạn lời, nghệ sĩ quốc phòng trình bày. Đài liệt sĩ sáng ngời trong nắng, hàng mộ bia lấp lánh ánh sao. Nhớ các anh đời mãi nghẹn ngào, ơn sâu nặng khám vào muôn già. Gửi về nơi ấy xa xôi, tấm nhang một nén đi tỏ lời tri ân.
trắng máu y hồng biết bao, xương trắng y máu hồng y của bao chiến sĩ đã từng tuôn rơi. Nâng nhịp đôi nơi đẹp mơ tình non đi non đi sông một dài ơi non sông một dài ơi Thanh Bình ơi ơi non sông một dải Thanh Bình tự do độc lập trong lành khúc ca niềm vui vui khắp mọi nhà niềm vui vui khắp mọi nhà thẳm trong ánh mắt mẹ già rưng rưng đó đây mở hội tưng bừng đó đây mở hội tưng bừng trống rung nhạc tấu vang lên lời ca đời nay ngọt trái thơm hoa ý đời nay ngọt trái thơm hoa nhớ liệt sĩ thiết tha muôn lòng sự vang tổ quốc ghi công sự vang tổ quốc ghi công nghi các anh sống mãi trong lòng nước non dù cho biển cả non mòn đời con cháu mãi còn nhớ ơn Kết thúc chương trình là bài Gửi tới Đảo Xa do Nguyễn Cao Lợi soạn lời theo các điệu nói sử và sử bằng, Tốp Nam trình bày. Biển khơi Hoàng Sa Trường Sa sông từ sơn ca sinh tồn Nam Yết đảo nổi đảo chìm chủ quyền đất Việt từ xa xưa sử sách đã lưu truyền câu dân ca mãi còn đọng lại khúc hát sử bằng gửi tới đảo yên xa muối mặn gừng cay tình nghĩa quê nhà
bông lúa uốn câu từ miền quê mà khó nhọc. Ông cha ta sớm nhìn ra biển cả đi, có bao dân tộc gì cánh giữ đảo xa, coi biển như quê, coi đảo là nhà đời. Hải đoàn lớn kiên trung hùng dũng, đường bao đi qua trăng thu còn đọc sông này bầm bì, giữa chốn trùng khơi xanh lá bóng ba, xanh biển xanh như trời, góp cùng bậc xây thành huyền thoại. Ngày càng rắn chắc đi, từ vòng khác ta nhìn đi, dáng đứng kiệt đáng tầm cao, rực rỡ huy hoàng đi. Trong dòng tối hải lăng Trường Sa cờ sao lấp lánh, chiến sĩ cụ hồi tiếp bước cha ông giữ biển xanh, gấm vóc tiền dòng cho xứng với máu xương bao đời đã đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục hát chèo và hát văn mới thu thanh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình này do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn. 25 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt. Mời quý thính giả nghe 25 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị và các bạn, viết lời mới cho dân ca và chèo là khó, rất khó bởi nó đòi hỏi người viết không chỉ biết hát đúng, hát chuẩn lòng bản mình định viết mà còn phải có một vốn văn học nhất định, biết làm thơ, gieo vần đúng câu, đúng ý, biết tìm ra tứ mới, ý mới. Hơn nửa thế kỷ qua, số bài lời mới của dân ca và chèo thì nhiều mà số người viết thì rất ít. Trong số không nhiều đó, có một soạn giả nhiều thập kỷ qua được thính giả yêu mến, kính trọng, đón nghe, đó là soạn giả Khúc Hà Linh. Cũng là tác giả mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn trong chương trình hát chèo hôm nay. Đêm đã
đêm mi gió rét lạnh lùng mi nghĩ tới anh nhi đang cày may em thấy lòng mến đi thương đèn bật sáng tận chân mây đầm thắm ánh trăng ánh trăng là vừa rồi là bài Nghĩ về tiếng máy cày đêm do Khúc Hà Linh soạn lời theo điệu Quân tử vô dịch, hai nghệ sĩ ưu tú Như Hoa và Thanh Quý song ca. Khúc Hà Linh là người xứ Đông, ông sinh năm 1946 tại Phố Thiên, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ông cụ thân sinh là nhà nho nên ngay từ nhỏ Khúc Hà Linh đã được tiếp xúc với vốn văn hóa nho học uyên thâm, sâu sắc nhưng cũng rất thi vị, tinh tế. Lớn lên cậu học trò Khúc Hà Linh là học sinh giỏi văn toàn tỉnh rồi toàn quốc. Năm 1965, ông trở thành sinh viên trường Điện ảnh Việt Nam, rồi lần lượt giữ các cương vị ủy viên Ban chấp hành Hội văn học nghệ thuật Hải Hưng, rồi sau này là Hải Dương. Chuyên viên văn hóa của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, hiệu trưởng trường Trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương 10 năm liền cho đến khi nghỉ hưu năm 2006.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Mùa Quả Chín do Khúc Hà Linh soạn lời theo điệu Quá Giang, nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát hát. Thầm mê nuối
Là người con của đất học, đất trèo xứ Đông, nên ngay từ nhỏ Khúc Hà Linh không chỉ tiếp xúc với văn chương, thơ phú mà còn say mê nghệ thuật trèo. Những luyện năm cung, lấy lơ, quạt màn, đào liễu, tha thiết cứ bám riết lấy tâm hồn ông, để rồi một ngày ông bật lên thành tiếng hát, viết lời mới cho dân ca và trèo. Có thể nói phần lớn sự nghiệp của Khúc Hà Linh là viết lời mới cho dân ca và trèo. Ông viết ở nhiều thể loại, nhiều làn điệu và nhiều chủ đề khác nhau. Điều đặc biệt là lời ca trong các bài soạn lời mới của Khúc Hà Linh giản dị mà tinh tế, giàu chất trí tuệ mà dân dã, giàu nhạc điệu mà vẫn đậm hồn thơ, chất thơ. Đẹp vần, đúng vần nên dễ hát, dễ thuộc. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tiết mục hát chèo giàu chất thơ của Khúc Hà Linh, bài Lắng Tiếng Quê Hương do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên cùng top nữ trình bày. Xa quê đang tuổi thiếu niên, cánh chim bay khắp mọi miền tha hương, dẫu rằng bạn quý người thương vẫn đằm lắng tiếng quê hương ân tình. Bên nước Nghi Sân Nghi Đình, tháng năm in sâu lòng ta. Bên nước Nghi Sân Nghi Đình, trông trèo đêm xuân ngọt ngào say đắm, gió mát trong lành ngang ngát hương cầu mưa vờ. Ai đó ai đó ghép tên về nhau đi, thanh thoát đi chuồng đi chùa, bóng ai tấm khăn lụa bay đội lễ lên đi chùa, tiếng mõ nghĩa nhân thầm vào ký ức cho đến bây giờ, ra giết lòng ta trên đường chinh chiến sông hình pha. Ôi, hai tiếng quê hương thiêng liêng gần gũi, nơi chôn nhau ta cất tiếng chào đời. Con tép lá rau nuôi ta lớn thành người, đĩa đèn dầu thắp sáng hồn khoa bàng. Bóng mẹ già lưng còng mưa nắng, nuôi bao người con dáng thẳng mắt nhìn lên. Bên nước Nghi Sân Nghi Đình, tháng năm in sâu lòng ta. Bên nước Nghi Sân Nghi Đình, trông trèo đêm xuân ngọt ngào say đắm, gió mát trong lành ngàn ngát hương cau mưa vờ. Ai đó nép bên nhau đi. Nghĩa trả ơn nghĩa đèn khắc sâu nơi tim người ơi, nghĩa trả ơn những đèn lắng tiếng quê hương, nghe hồn non nước đâu đó mong về vang dội núi sông chân trời rực rỡ rực rỡ. Và các bạn thân mến, nhờ những đóng góp không mệt mỏi cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của Hải Dương nói riêng và của đất nước nói chung, Khúc Hà Linh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng, bằng khen của ban tổ chức cuộc vận động viết lời cho các làn điệu dân ca trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, vân vân. Và Khúc Hà Linh quan niệm giải thưởng lớn nhất của cuộc đời ông là sự yêu mến, kính trọng của học trò, đồng nghiệp và khán thính giả xa gần. Trước khi kết thúc chương trình giới thiệu về Khúc Hà Linh, mời quý vị và các bạn nghe bài Cảm Xúc Mùa Thu do hai nghệ sĩ Phương Mây và Đặng Nam song ca theo điệu Tình Thư Hạ Vị. Không gian ngọt ngào hương cung nếp
sông quê, nước lắng hạt phù sa, trời thu xanh mây thẳm bao la, tiếng trống dục khai trường năm học mới. Đài liệt sĩ sáng bừng tường vui còn tươi rơi, hoa cúc vàng thơm ngát mộ anh hùng, mùa thu về náo nức khắp núi sông, gợi lòng ai nhớ người hy sinh cho dân tộc. Câu hát đi ân đi ơi tình xóm thôn thành bình đi đi. Dòng nghỉ dài núi sông muôn dặm mi ơi phúc mi ơi lành đời ta ơi nắng mùa thu vàng thắm mi cúc mi ơi thơm mi ơi vàng thắm mi cúc mi thơm mi xa đi nghi thank you.
Chúng ta vừa nghe một số tiết mục hát chèo do Khúc Hà Linh soạn lời, chương trình do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn. Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.